Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dự báo tiếp tục sẽ là một ngày nắng nóng cao điểm ở miền Bắc, với vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh hơn, khiến cho Bắc Bộ trời nắng gắt từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày trên toàn vùng dao động trong khoảng từ 36-37 độ. Một số nơi như Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, nhiệt độ cao có thể sấp xỉ mức 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 12-16 giờ. Sau 16 giờ chiều thì cường độ nắng yếu đi và nhiệt độ sẽ giảm dần. Dự báo nắng nóng tại miền Bắc sẽ duy trì đến khoảng ngày 28 tháng 7. Sau đó từ chiều tối và đêm ngày 28 tháng 7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng theo đó cũng hạ nhiệt. Từ đêm ngày 29 tháng 7, mưa có xu hướng mở rộng ra toàn miền Bắc, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng cũng đã quay trở lại với các tỉnh miền Trung. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam sẽ khiến cho nắng nóng trải dài suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi, Bình Định, với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 35-37 độ. Riêng tại khu vực vùng núi phía Tây như là Hương Khê, Tương Dương hay Đông Hà, nhiệt độ còn trên mức này. Cảnh báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 7. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận, nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng, vì thế trời tuy cũng có nắng sớm, nhưng nhiệt độ chưa đạt ngưỡng nóng, dao động trong khoảng từ 32-34 độ. Đến chiều tối, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ, khu vực có thể sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Còn ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động. Chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục lặp lại những cơn mưa rào và dông. Trong đó một số nơi ở phía Nam của Tây Nguyên và cả Nam Bộ là nơi mà gió Tây Nam hoạt động mạnh. Vì thế có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Còn trong ngày khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều, cả hai khu vực vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 29-33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ trong khoảng từ 32-34 độ.